Xin chào các bạn. Mình là Lê Văn Lực đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền bằng một cái ứng dụng đọc báo rất là hay ở trên điện thoại. Đây là một cái app đọc báo có thể kiếm được 100.000 mỗi ngày, không cần phải bỏ vốn. Tức là nó cho phép bạn kiếm được tiền. Và tiền ở đây thì các bạn có thể được rút về ngân hàng. Và chỉ cần bốn cái bước rất là đơn giản thôi. Hệ thống kiếm tiền tự động và sở hữu một cái mức thu nhập 3 triệu mỗi tháng. Tức là chúng ta chỉ được dành ra 30 phút mỗi ngày từ điện thoại để có thể là lên đọc báo, đọc tìm hiểu các cái thông tin, các cái tin tức. Vì hàng ngày chúng ta cũng lướt Facebook rồi đọc báo, đọc mạng rất là nhiều, nhưng chúng ta không biết được cách. Chúng ta có thể là cũng vừa đọc báo nhưng vẫn được tiền đọc qua cái ứng dụng này. Đây, trước hết là chúng ta vào cái phần đằng dưới của cái video của mình để tải cái ứng dụng này về. Để tải ứng dụng đọc báo kiếm tiền. Rồi có thể tải theo cái đường link mình để dưới phần mô tả của video, hoặc là chúng ta lên CH Play để tải về, và sau đó chúng ta phải nhập cái mã này vào RFXPC. Chúng ta nhập cái mã này vào thì chúng ta mới có cái ưu đãi là được tiền. Còn nếu chúng ta không nhập cái mã này thì chúng ta sẽ không có cái ưu đãi này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn. Bây giờ ta sẽ lên ứng dụng CH Play để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Đây thì mình cắt xóa cái ứng dụng này đi. Đây là cái ứng dụng VN ngày nay, tức là đọc báo Việt Nam ngày nay. Ta lên cái CH Play nha. Trên cái thanh tìm kiếm ở trên đây, chúng ta gõ vào là VN này, ngày nay, thì nó sẽ hiện lên cái này, VN ngày nay, báo mới, đọc báo online. Chúng ta cài để đặt cái ứng dụng này về điện thoại của mình. Đấy, bây giờ chúng ta bấm vào cài đặt này. Chấp nhận. Rất là đơn giản thôi. Ứng dụng này rất là nhẹ, có mỗi 14,66 MB. Đấy. Nhà sau khi cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào mở nhé. Đây, bấm vào mở đây. Đây chính là cái giao diện của cái ứng dụng này. Đây là các cái thông tin đọc báo để cho chúng ta vào chúng ta đọc. Và chúng ta có thể, bây giờ chúng ta nhìn xuống đằng góc dưới bên phải của cái màn hình điện thoại, chúng ta thấy ở đây có cái chữ tôi này. Chúng ta bấm vào cái chữ tôi ở đây. Đây. Và đến cái trang này chúng ta nhìn ở dòng nhập mã giới thiệu. Chúng ta phải nhập cái mã giới thiệu của tôi vào thì chúng ta mới được cái ưu đãi để kiếm tiền. Đây, chúng ta bấm vào nhập mã ở đây. Đây, chúng ta xem cái mã của đây. RFXPC, chúng ta copy cái mã này chúng ta nhập vào. Và sau đó chúng ta bấm gửi đi. Đấy, nhập mã thành công. Và trong đây người ta nói làm nhiệm vụ link mới, kiếm 100 xu, nhận thẻ cào 10.000 đồng. Đây, bắt đầu làm nhiệm vụ kiếm xu đây. Trước hết là chúng ta vào đây để chúng ta thấy là nhận cây phát tài được cộng 5 xu này, đọc một bài báo được cộng 5 xu này, chia sẻ ứng dụng được cộng 8 xu này, và lì xì đọc báo là đây, rủ một bạn tải ứng dụng là được 30 xu, vân vân. Thì trước hết là chúng ta vào nhận cái cây phát tài, chúng ta bấm vào đây. Bây giờ chúng ta phải nhận nhập một cái số điện thoại của chúng ta vào để
xác minh cái số điện thoại này phải là số điện thoại mà chưa cài đặt cái ứng dụng này lần nào thì mới được nha. Bây giờ tôi nhập cái số điện thoại của tôi vào đây. Bấm vào nút gửi, người ta sẽ gửi cho chúng ta một mã xác nhận để chúng ta xác nhận vào. Để chúng ta chờ một tí. Này, đăng nhập này. Đấy, như vậy là đã đăng nhập thành công rồi. Và sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ được thưởng. Chúng ta bấm vào đây để nhận thưởng. Đây. Và đăng nhập thành công rồi thì chúng ta sẽ có cái mã giới thiệu của chúng ta. Đây là IV5UU9. Chúng ta sẽ copy cái mã này để giới thiệu cho những người khác. Thì khi mà chúng ta giới thiệu thì chúng ta cũng sẽ được tiền. Đây, kiếm mừng tiền với 3 triệu Việt Nam đồng. Dù mỗi người kiếm thì chúng ta sẽ được từ 2 đến 3 nghìn. Đây, chúng ta có cái danh sách ở đây. Cái số tiền này chúng ta có thể là đổi quà hoặc là có thể là rút về ngân hàng đều được cả. Đấy. Đây là các cái cách để mời bạn bè để mà làm nhá. Mọi người sau khi mà đăng ký sẽ vào đây để tìm hiểu thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ thoát ra để chúng ta quay lại. Đấy. Đặc biệt là chúng ta điểm danh hàng ngày. Ngày thứ nhất, ngày 2, ngày 3, ngày 4. Ngày thứ nhất là chúng ta vào đây điểm danh chúng ta được 3 xu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba cho đến ngày thứ bảy. Cứ 7 ngày điểm danh liên tục thì chúng ta sẽ được cái số tiền này. Hiện tại thì chúng ta vừa đăng ký thì chúng ta sẽ được 2 xu đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây để nhận cái kênh phát tài. Bấm để nhận kênh này. Đấy, cây phát tài giúp cho bạn thêm thu nhập. Có thể vào đây để chúng ta xem cái cách để trồng cây phát tài. Chúng ta vào đây để chúng ta xem. Đấy, cây phát tài có thể giúp bạn tăng thêm cái thu nhập khi mà kiếm xu lên đến 180%. Cấp bậc của cây càng cao thì thu nhập của bạn càng cao. Đấy. Bây giờ làm sao để kiếm để nuôi cây phát tài này? Thì ở đây người ta hướng dẫn cho chúng ta rồi. Đăng nhập mỗi ngày để nhận năng lượng, đọc báo 5 phút mỗi ngày hoặc là nhiều hơn, chia sẻ cái bài báo. Thì cái video này giới thiệu với các bạn một số các cái cách như thế. Còn để mà làm nhiệm vụ kiếm được nhiều xu hơn nữa thì chúng ta sẽ chờ trong một cái video tiếp theo nữa thôi. Cái phát tài này chúng ta đã nhận rồi đúng không? Đấy, nhận xu này. Chúc mừng bạn đã hoàn thành cái nhiệm vụ nhận được 5 xu. Vào đây, vào cây phát tài để nhận thêm 0,5 xu. Chúng ta xác nhận vào đây. Đấy, như vậy là ta đã có 7 xu rồi. Muốn có thêm tiền hơn nữa thì chúng ta vào đây để chúng ta đọc các cái bài báo. Đọc một bài báo là chúng ta đã được 5 xu rồi. Giờ chúng ta vào đọc bài báo này. Đây, ví dụ như bài này, chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem. Nếu chúng ta chỉ việc là kéo lên, không muốn đọc thì chúng ta cũng kéo lên như thế này. Đấy, như thế là đã được 5 xu rồi. Chúng ta bấm vào đây để nhận thưởng. Rồi, nhận này. Hoàn thành nhiệm vụ là nhận được 5 xu này. Hay là giữ một bạn tải ứng dụng này thì các bạn sẽ kiếm được 30 xu hoặc là kiếm ngay 3 triệu bằng cách như thế nào đấy. Hoặc là chia sẻ mỗi ngày để kiếm 1 xu.
Đây còn kiếm thêm 3 triệu. Thì ở đây chúng ta thấy rồi. Đây 10 bạn bè này, 10 bạn bè thì chúng ta sẽ kiếm được thêm 3 triệu mỗi tháng vào đây nữa. Đây chúng ta nhận thưởng này. Nhé, xác nhận, nhận thêm 0,1 xu nữa này. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta copy cái mã này hoặc là copy cái link ở dưới đằng dưới này. Đây dưới đây có cái link này. Copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ cho mọi người để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy. Bạn có 12,1 xu rồi. Đây, làm nhiệm vụ đọc báo kiếm 100 xu, nhận thẻ cào 10.000. Hôm nay ta đã điểm danh, ta được 3 xu rồi. Cứ mỗi ngày các bạn cần lên đây điểm danh thì các bạn sẽ có tiền. Chúng ta có thể dùng tiền để đổi sang thẻ điện thoại hoặc là các cái thẻ khác. Hay là có thể là rút về. Thì khác với các cái trang mạng, các cái ứng dụng khác thì ứng dụng này chúng ta lên đây chúng ta đọc báo thì chúng ta sẽ được thêm tiền. Cho nên là chúng ta không tội gì phải đọc ở đâu cả. Chúng ta lấy cái ứng dụng này về đọc báo, vừa được tìm hiểu thêm được kiến thức lại vừa có thêm được tiền. Đây chúng ta đã được lên cấp 3 rồi. Đây có thể là vào đây để xem giới thiệu về các cái cấp bậc. Đây là người ta chia sẻ cái chiến lược kiếm tiền này, những cái lịch sử này, bình luận này, và phần cài đặt này. Thì cái phần này chúng ta có thể làm sao. Còn cái nhiệm vụ của các bạn là tải cái phần mềm này ở dưới cái phần mô tả của video và nhập cái mã đây RFXPC này vào thì chúng ta sẽ được tiền. Mình đã vừa hướng dẫn với các bạn một cái trình duyệt rất là hay mà cũng rất là hot hiện nay. Chúng ta có thể là đăng nhập để tải về điện thoại của mình và hàng ngày lên để đọc báo để chúng ta kiếm thêm tiền. Và đặc biệt nữa, muốn có nhiều tiền hơn nữa, từ 3 triệu trở lên trên một tháng, thì chúng ta hãy giới thiệu cái ứng dụng này với bạn bè, anh em, gia đình, bạn bè của mình để mọi người tải cái ứng dụng này về đọc báo và điền cái mã giới thiệu của các bạn này vào, hoặc là copy cái đường link của chúng ta ở dưới đây chia sẻ cho mọi người thì chúng ta sẽ được tiền thôi. Và các bạn nếu có thắc mắc hay băn khoăn gì thì chúng ta hãy để lại bình luận bên dưới của video và mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn nhé. Chúng ta hãy vào cái kênh của Lê Văn Lực để chúng ta tìm hiểu thêm. Đây là kênh đầu tư 6.0 đấy. Cuối cùng xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.